Xin chào mọi người, đây là cái bộ chuyển đổi tín hiệu quang. Sử dụng cái dây cáp quang để chuyển đổi cái tín hiệu từ tín hiệu điện sang tín hiệu quang và từ quang sang điện. Và hôm nay thì tôi sẽ đi sửa cái mạng cáp quang này, kéo khoảng độ tầm hơn đâu đấy khoảng độ 200 m. Hôm nay khách hàng báo hỏng thì sẽ đi xuống để kiểm tra xem nó bị cái đường quang phụ này nó bị nguyên nhân là gì. Đối với cái bộ chuyển đổi tín hiệu quang này thì nó sẽ có 3 cái vấn đề như sau. Thứ nhất là cái bộ chuyển đổi quang này nó mất nguồn. Mất nguồn mọi người nhá. Mất nguồn hoặc là cái tín hiệu nguồn nó yếu. Khi mà mình cắm ấy, nó không lên được. Không đủ đèn. Khi mà đủ đèn thì ít nhất là phải 6 bóng, 6 đèn. Cái thứ hai nữa là nó sẽ hỏng cái thiết bị con vector, thiết bị A hoặc là B này. Đấy. Cái thứ ba nữa là nó sẽ bị đứt dây hoặc là suy hao cái đường dây, dẫn đến tình trạng nó mất tín hiệu, nó không truyền tải được cái tín hiệu. Thôi mọi người cùng đi theo chân nhá. Đây là nó đang mất cái tín hiệu quang có 4 đèn. Mất tín hiệu quang này thì phải chạy vào trong con kia đã. Phải chạy vào cái con trong kia rồi mình sẽ đo ngược về. Đo xem nó có tín hiệu quang không đã. Bởi vì sợ nhiều khi nó cũng hỏng. Nó hỏng cái con vector nó cũng sẽ bị lỗi anh em nhé. Đây, cái đường dây ngày đợt trước kéo này đi lanh quanh linh tinh qua đây luôn. Đây, đi bừa lên trên cây này. Cùng nhìn em xa mãi. Mà đợt này tôi nhiêu cá nào? À, em đi lấy chứ. Cái dây nếp bơ bổng lại á chưa? Mất cái tên nó mất. À ngay dập chuyến bóng mất hóng à? Alo. Tí nữa để em về xem ra ai nhá. Em đang ở dưới Lạc Lương này cơ. Vâng. Vâng. Tâm anh là đạch này đi.
Mật khẩu wifi chỉ bằng giờ. À thơm ạ. Yếu sóng à? Ở đây ăn à? À thôi, nó phải đờn. Nó phải đờn. Đấy, bộ chuyển quang lúc nãy là nó bị hỏng cái đầu phát anh em ạ. Tức là hôm qua là khách hàng di chuyển cái đường dây quang ấy. Khi mà anh em di chuyển thì anh em lưu ý nhé, đừng có tháo nó ra. Tháo ra thì phải có đồ để xử lý cơ, nhưng mà tháo ra mình không có đồ thì nó sẽ rất hay bị gãy cái cắp cái đầu FC, đầu nối đấy. Thôi video tạm dừng ở đây mọi người.